Đây là cách để anh em có thể tiết kiệm với những dòng nhớt cao cấp. Nhớ làm giống vậy nha. À, thì nếu mà anh em đã từng vào shop nào mình không có biết, hoặc là anh em ủng hộ mình, thì thường hay biết rằng có rất nhiều dòng nhớt chính hãng nhớt nhập, thì họ chỉ làm một chai một lít. Không riêng gì dòng Liqui, mà tất cả dòng nhớt trên kệ nhớt của số 2 bánh mình ở tất cả vị trí shop Biên Hòa, Bình Dương hoặc là Hồ Chí Minh đều có những dòng nhớt 1 lít và là nhớt nhập có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, được anh em tin dùng. Thì Liqui thì quá quen thuộc rồi. Không riêng gì Liqui này, Liqui Scotter đây này, Liqui Scotter MB hoặc là Liqui Mulligan đều có dung tích là 1 lít. Thì khi anh em thay cho những dòng xe phổ thông, anh em nhìn thấy ha, đại đa số là xe 0.8 chẳng hạn như Outback, Vision, Vario hay là SH, nhiều ha, nhiều xe 0.8. Nếu mà mình mua chai 1 lít này thì mình đổ lúc nào nó cũng sẽ có những cái đường vạch để chia cho anh em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thì khi mình thay là sẽ còn là một khúc 2 nấc. 2 nấc đó thì anh em sẽ được kỹ thuật bên mình thay nhớt xong bỏ bọc máng lên xe cho anh em mang về. Và đối với nhớt mình giữ trong môi trường nhiệt độ tốt, giữ trong môi trường tránh ánh nắng thì mình có thể giữ 3 đến 5 năm. Thợ của mình đang bắt đầu chế từng chai nhớt. Tại sao con xe này lại 4 bình ở đây? Thì có nghĩa là anh khách này ảnh đã thay 4 lần trước, ấy là 3 lần trước. 3 lần trước mỗi lần là còn dư là 200. Thì 4 lần, tới lần thứ 4 là anh em đã được một chai nữa. Thì lúc đó anh em cứ mang lại số 2 bánh mình bất cứ vị trí shop nào tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Bình Dương và đưa vào: em ơi thay giùm anh lại nhớt. Thì lúc đó thợ mình sẽ thay. Và dĩ nhiên thay nhớt cho dù anh em mua mới hay là đã chích chích lại từng phần nhỏ như vậy thì được không tính phí cái dịch vụ thay nhớt này. Wow, đúng không? Em cũng khá quen thuộc với cái quy trình thay nhớt kỹ, tỉ mỉ và gọi là kỹ nhất con xe cho anh em rồi. Quá quen ha, lau lại những dụng cụ nè, lau lại những cái nắp châm nhớt, lau lại những ốc xả nhớt để giúp con xe của anh em tránh những cái tình trạng mà cát, đất hay là mình không vệ sinh lâu ngày nó có thể xì nhớt ở những ốc xả. Tại vì bên em mình xả không à, chứ bên mình không hút, bên mình xả nhớt không à. Tất cả các xe đều được xả ốc ở phía dưới máy, vệ sinh lại, gắn lại rồi lau sạch lại mới châm nhớt đúng dung tích con xe của anh em. Nếu như mà anh em đã biết được cái quy trình kỹ thì rất là thích rồi, nhưng mà không lựa được những dòng nhớt phù hợp tốt nhất đối với nhu cầu sử dụng của mình thì lại có một vấn đề khá là buồn. Cho nên ở trên kệ nhớt rất là nhiều dòng và nhiều thương hiệu. Thí dụ anh em chọn được một dòng nào đó mình đi cảm giác thích rồi, hay Liqui, hay Repsol, hay là Motul, hay là Amsoil, mình thích rồi thì mình đi tiếp thì những chai này nó đã là quá dung tích con xe mình thì mình gom lại giống chiếc Outback đó để sau này mình có thể đi mang tới số bánh. Kỹ thuật mình sẽ thay lại với không có tính công dịch vụ cho anh em. Và khi đó anh em còn được cái gì nữa ta? Đã quá đã vì được thay nhớt kỹ rồi, đã quá đã vì được tư vấn những dòng nhớt phù hợp với nhu cầu của mình rồi, và còn được lau mặt kính, mặt đồng hồ để giúp con xe mình nó sáng bóng, mặt kính, mặt đồng hồ. Rồi còn được tăng thắng, tăng sơn nếu anh xe anh em là xe số. Và còn được bơm lại áp suất cái vỏ xe, nếu như mà xe mình vỏ quá cứng thì đi cái vỏ rất là tưng, dễ rạn nứt, quá mềm bị nặng xe hao xăng. Đó là 4 bước chăm sóc xe miễn phí tại tất cả vị trí shop của mình để giúp con xe anh em đi luôn mượt mà êm ái với những cái không tính phí đó. Và anh em chỉ cần mua bình nhớt thôi là được làm tất cả. Anh em chỉ cần gắn một cái gù thôi được làm tất cả ha. Mình anh em đến ủng hộ dịch vụ, mình không cần biết là hóa đơn anh em bao nhiêu, hóa đơn lớn, hóa đơn nhỏ đều được chăm sóc con xe mình ở mức tốt nhất, giúp anh em đi nó có những trải nghiệm tốt nhất, cho dù là sản phẩm dịch vụ gì ha. Mong là anh em ủng hộ mình là mình vui rồi. Rồi cảm ơn anh em, xin chào, hẹn gặp lại anh em, bye bye.